Vâng anh em, tiếp tục chuyên mục review tai nghe. Vâng, một con tai nghe đến từ thương hiệu. Anh em được quá tôi tự trên kênh YouTube của mình rồi. Bluewatch. À, đặt trên Vương Quốc nha anh em. Chúng ta xem tai nghe này nó có xịn sò hay không. Mình review gọi là khá là nhiều tai nghe Bluewatch rồi. Và Bluewatch thì hầu như là chỉ bán trên Vương Quốc là chính. Hẹn em. Đây anh em. Wow, hộp đây. Đẹp không? Vâng, hộp xanh phối trắng đặc trưng của Bluewatch luôn. Mã của nó này, ANC 5. Riêng cái mã là anh em đã biết là có chống ồn chủ động rồi. ANC. Xung quanh đây. Ở đây là thông số này, 5V 1A, 420g. Support này. Đó. Còn lớp siêu này nhá. Và wow, có túi luôn ạ. Kinh chưa. Và tất nhiên là Bluewatch thì không thể thiếu sách này. Với cả cái đánh giá hài lòng không hài lòng. Ủa là chồng, lần đầu tiên mình review con tai nghe to mà có hộp như này nhỉ. Bình thường chỉ đựng trong túi vải thôi, thế mà hộp nó còn theo kiểu vòng cung như này. Mấy cửa ấy, hộp cứng nhá, bên ngoài vải dù chắc chắn luôn, có cả cái móc này. Quá chân chu. Bên trong đây, bên trong nó sẽ như này, xem gọn như này. Một cái hộp đựng cáp sạc. Ui, đối anh em đây là cái gì mà có hai chân 3.5, hai chân đực và một chân cái, và cái dây hai đầu 3.5, cuối cùng là cáp sạc thì tất nhiên là tai si rồi. Tai nghe chúng ta ui cầm lên cảm giác nó kiểu xịn sò ấy, và nó êm ấy, êm vãi chưởng luôn. Tại vì anh em lại đây, nó đựng trong cái hộp mình này, này thì cầm đi du lịch đi chơi được. Để nghiên cứu xem cái này cái gì đã. Cái đệm mút của nó này, từ đây luôn. Thì chỗ này nó hơi cứng, đệm mút còn chỗ này nó hơi mỏng. Đấy, lên đây thì nó sẽ dày này. Đó, chỗ này nó dày và ở đây lại đệm mút nữa. Ở đây có cái khung mà. Và cảm giác nhựa của nó xịn xò ấy, kiểu nó vừa trơn nó vừa bám ấy, cầm nó thích tay. Và anh em có thể xoay như thế này nhá. Đấy. Cùng với đây là con tai nghe kiểu chùm tai luôn. Tai anh em sẽ nằm gọn trong này luôn. Đấy, anh em có thể thấy LR ở đây. Ở trong này còn có những cái thông số nữa này. Họ giấu thông số ở trong này luôn. Ở đây còn có một cái đèn như kiểu chắc là bỏ ra thì nó sẽ tạm dừng nhạc hay sao ấy. Tí là xe. Phía trước logo Bluewatch, nói chung là mình thấy hàng Bluewatch ấy, họ hoàn thiện nó chất lượng khá là tốt mà lại giá thành lại rẻ nữa. Anh em thấy đệm mút này, nhìn nó họ thiết kế theo kiểu như là giá thật đấy. Nhưng mà chắc chắn là không phải giá thật rồi. Ấn xuống phát phồng lên luôn, khá chỉnh sò và êm nữa. Và những cái phím chức năng này, những cái nút này đều là màu đen luôn và không có ký hiệu luôn nhá. Đấy, họ làm trơn luôn. Đấy, nhìn nó sang vãi chưởng. Chỗ này có cái lỗ 3.5. Đấy, ví dụ anh em chơi game thì cắm dây vào chơi PUBG chẳng hạn. Đấy, bắn thì không lo bị delay, hoặc là không lo hết pin nhá. Hết pin thì chúng ta cắm nghe qua 3.5, không nghe qua Bluetooth nữa. Đấy, có đèn này, mình đoán đây là nước nguồn. Đấy, nó khá là to, sạc. Kèm theo đấy cả đèn thông báo sạc. Như vậy là chỗ này sẽ là đèn thông báo kết nối Bluetooth. Vâng, con này thì nghe qua Bluetooth với cả dây 3.5. Như mình đã nói ở rất nhiều video là mình thích những con mà có cả nghe qua 3.5, thì không sợ lo hết pin với cả không sợ bị delay khi chơi game, đặc biệt là PUBG, bắn súng. Ok, qua mình sẽ nói về chơi game trước. Thì con này delay khá là thấp nha anh em. Chơi game chơi con này được qua Bluetooth. Đó, delay khá là thấp. Còn nếu mà muốn ngon hơn nữa thì chúng ta sẽ cắm dây. Nhưng mà mình nghĩ là độ delay này ổn này. Hầu như ấn phát thì nó sẽ ra tiếng súng, tiếng đạn, tiếng bước chân luôn. Đó, và nghe trái phải rất là ngon. Đây. Cái khung này mình chưa giới thiệu cho anh em này. Rút ra rút vào chắc chắn nhá. Nó zip thì nó không trơn tru, dễ điều chỉnh, phù hợp với mọi đầu. Nó phải làm zip như vậy. Cái nút to này này, như mình đã nói, không phải lớn nguồn, mà là nút chỉnh chế độ. Có 3 chế độ mốt. Chỉnh chống ồn, tắt bật chống ồn, tắt chống ồn, với cả chế độ khử ồn đặc thoại. Tiếp nữa là cái này đúng là cái cảm biến anh em ạ. Đúng là cái cảm biến thì khi chúng ta bỏ tai nghe ra thì nó sẽ dừng nhạc. Đeo vào này thì nó sẽ play nhạc, bỏ ra thì nó sẽ dừng nhạc. Theo như quảng cáo ấy thì con này nếu mà anh em không bật chống ồn ANC thì nghe được 50 tiếng, kinh khủng chưa? Còn mà bật chế độ ANC thì nghe được 40 tiếng, quá khủng khiếp. Và standby của nó 3 đến 6 tháng để không, quá khủng. Ở đây gạt từ trên xuống này, đấy, anh em sẽ thấy những cái khung pin, thời lượng pin ở đây. Rồi, cuối cùng là về nghe nhạc trên con này. Thì phải nói là bát của nó nghe hay vãi chưởng. Công nhận là con này họ hoàn thiện rất là tốt. Nghe bài này đi anh em. Chép thì không cắt nhá.
Mít thì nghe rất là rõ. Đây, có một điểm trừ là anh em đeo cái này này. À, nếu mà mùa hè ấy, đeo thì khá là nóng. Nếu mà trong phòng thì chúng ta phải bật điều hòa hoặc là nghe trời mát hoặc là nghe mùa đông. À, còn đeo lên tai thì nó như thế nào? Đấy, nó như thế nào? À, ở đây có 3 chế độ. AC on off với cả Jasper mode có 6 noise micro đấy, khử hồn. AC on đấy, chế độ khử hồn. Tương đối chứ không phải là hoàn toàn. Rồi, như vậy là video này mình đã review nhanh sản phẩm mà. Tai nghe đến từ nhà Blitwood, và con này mình thấy đang bán giá khoảng 2 triệu rồi. 99 đô mà anh em. Đấy, thỉnh thoảng thì lại sale rẻ. Dưới 2 triệu thì link mình sẽ để dưới video anh em tham khảo nhé. Thường thì trên Blitwood sẽ có mã giảm giá nữa thì mình cũng sẽ để dưới video cho anh em luôn. Rồi, anh cảm thấy video hay và thú vị đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn đã xem video. Bye bye. Ngon nhưng mà giá hơi cao.